Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu với cái buổi học tối ngày hôm nay luôn. Thì đầu tiên thì cho phép Đào xin được tự giới thiệu với tất cả các anh chị và các bạn. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Anh Đào, và Đào đã cộng tác với Amway đến thời điểm này là 11 năm. Bản thân Đào thì những ngày đầu tiên khi mà Đào đến với Amway á, thì cái câu chuyện mà mình đến với Amway rất là thú vị các anh chị. Đào được một cái người đồng nghiệp ở trong công ty á chia sẻ cho Đào về cái cơ hội kinh doanh Amway, và tại thời điểm đó thì bản thân mình là cái người đang mong muốn tìm kiếm cơ hội á, cho nên là khi mà mình được được nghe là có một cái cơ hội kinh doanh mà mình vừa có thể làm cái công việc hiện tại mà mình vừa có thể phát triển kinh doanh này, và mình không cần phải làm theo một cái lịch trình thời khóa biểu của bất cứ ai, mà mình sẽ tự làm theo cái lịch của mình và mình tự sắp xếp tất cả mọi thứ, và Đào cảm thấy rất là tuyệt vời. Tại sao lại có một cái kinh doanh gì mà trước đó thì Đào đã muốn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội, nhưng mà thật là khó để mà mình có thể cùng một lúc mình làm nhiều việc, hoặc là ví dụ như bây giờ mình đầu tư một cái gì đó mà mình không có bỏ thời gian hoặc là không có tập trung vào nó thì chưa chắc nó đã hiệu quả, đúng không ạ? Cho nên rằng là khi mà Đào nghe nói về một cái cơ hội kinh doanh mà mình có thể làm bán thời gian, rồi mình lại có thể làm theo ý mình, rồi mình có thể phát triển theo ý mình, và đặc biệt là có những cái sản phẩm mà Đào lại đang cần tìm kiếm, thì ngay lập tức là Đào ký form luôn các anh chị, ký form và về nói chuyện với ông xã, nói chuyện với mẹ chồng để làm sao mà có thể sắp xếp được là việc gia đình để mình có thể tham gia thêm một cái kinh doanh mới. Thì khi mà Đào vào Amway á thì những cái sản phẩm đầu tiên mà Đào kinh doanh đó là sản phẩm Amway Home. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân Đào lúc đó thì Đào cũng có một đứa con, là lúc đó là con của Đào là 3 tuổi, và Đào á thì cái da tay của Đào á thì nó rất dễ bị nhạy cảm với lại những cái hóa chất. Cả nhà có biết rằng là khi mà Đào là rửa chén á là Đào phải đeo rất là nhiều các cái bao tay, đeo nhiều tầng lớp bao tay, thứ nào bao tay ni lông nè, xong rồi là bao tay vải nè, rồi xong rồi bao tay cao su ở ngoài nè, có nghĩa là ít nhất là 3 tầng bao tay thì mình mới rửa chén được. Và mỗi lần mà mình rửa chén là một cái gì đó mình cảm thấy không có thoải mái, là tại vì khi mình đeo nhiều cái bao tay như vậy thì mình không có cảm nhận được cái chén cái dĩa có sạch hay không, mà chưa kể là mình cầm nó rất là khó, rất là vướng nữa, nó rất là cái tay của mình nó giống như kiểu nó bị kình càng ra vậy đó. Nhưng mà nếu như hôm nào mà vội mà không đeo bao tay bởi vì thấy nó mất thời gian quá đó, rửa luôn, thì y như rằng sau khi rửa tay xong là những cái đầu ngón tay của Đào á là nó nổi sần lên giống y chang như là cái vỏ của trái kiwi vậy đó, cái lông của nó nổi lên y chang như vậy đó các anh chị, tức là nó gai mà nó cảm giác cái tay mình nó khô khô không chấp nhận được, và thật sự là mình cảm giác là rất là khó chịu mỗi lần mà mình để cái tay của mình tiếp xúc trực tiếp với lại là cái nước rửa chén. Rồi chưa kể là lau nhà nữa, trời ơi lau nhà thì nếu mà đeo bao tay thì cũng không thể nào cảm nhận được những cái ngóc ngách làm sao mình lau cho nó sạch được. Rồi giặt đồ nữa, nhất là giặt đồ thì ôi thôi rồi, cái bột giặt nó còn kinh khủng hơn cả cái nước rửa chén nữa, nó làm cho cái tay của Đào nó không chỉ có sù mà nó còn nhăn nữa các anh chị, nó nhăn nheo và xong nó lột cái da của mình lên, và Đào cảm thấy rất là, gọi là, nói chung là mình không có cảm thấy thoải mái khi mình bước vào cái vai trò làm những cái việc nội trợ trong gia đình. Thì á, là khi mà Đào đến với Amway, Đào biết rằng là có cái dòng sản phẩm Amway Home của mình á là có nước rửa chén, nước lau nhà, nước giặt đồ, thì lúc đó là Đào ngay lập tức là Đào mua về Đào xài liền, Đào trải nghiệm liền. Và khi mà Đào sử dụng, các anh chị biết là Đào coi như là mê ngay từ cái lần đầu tiên sử dụng những cái sản phẩm này. Và các anh chị có biết là cái tháng đầu tiên Đào vào Amway, tháng thứ nhất là Đào bắt đầu Đào học tìm hiểu và Đào bắt đầu lên 6% tháng tiếp theo bằng chính những sản phẩm Amway Home. Mà các anh chị có biết rằng là những cái sản phẩm đồ gia dụng của mình á thì á, nó nặng đúng không ạ, một cái chai sản phẩm thì cả lít mà bán mà để lên được 6% á mà toàn là đồ gia dụng không, là các anh chị biết là nó một cái lượng cũng khá là nhiều đúng không ạ, nó không phải là ít. Thì mình, nhưng mà cái điều ở đây là mình cảm thấy là mình tâm đắc với sản phẩm này quá, và bản thân Đào đã nghĩ rằng là mình là một người phụ nữ, mình có gia đình, mình cũng là một người nội trợ, nếu như mình cần nó thì chắc chắn những người xung quanh họ cũng sẽ cần, và nếu như mình bị nhạy cảm với da tay thì cũng sẽ có những người họ nhạy cảm với da tay, và đó là lý do tại sao mà Đào chia sẻ những cái sản phẩm này một cách rất là đam mê, và thậm chí rằng là thật sự bán những cái sản phẩm này có lời nhiều đâu các anh chị, mà rinh thì rất là nặng nữa, mang vác rất là nặng,
mà nhiều khi đi làm trưa nắng vẫn đi ra ngoài giao một chai nước giặt đồ, giao một chai nước rửa chén mà mình vui thật là vui. Thì những cái kỷ niệm về những cái sản phẩm mà Amway Home lúc nào cũng làm cho Đào tràn đầy cái cảm hứng. Và đó lý do tại sao mà Đào nói với các anh chị rằng là với những cái sản phẩm đồ gia dụng Amway Home á, thì bởi vì mình có thể minh họa sản phẩm và mọi người vẫn có một cái cảm giác là khi mình nhìn thấy được, mình chạm được á, thì người ta sẽ ấn tượng và người ta sẽ có thể mua về để sử dụng. Còn ví dụ như là những ngày đầu tiên thì Đào đâu có kiến thức về dinh dưỡng, cũng đâu có kiến thức về về chăm sóc da đâu. Cho nên là nếu như mà mình nói về vitamin đồ các thứ thì người ta đâu có tin. Là một chuyện thứ hai nữa là sao? Người ta có uống vitamin vô vài viên đi chẳng hạn, ví dụ vitamin C đi, mà giờ cho người ta uống trải nghiệm một tuần lễ thì người ta cũng không thể nào thay đổi được cái cục diện ngay lập tức. Nhưng với những cái sản phẩm về gia dụng, chỉ cần một lần demo thôi là ngay lập tức sẽ được thuyết phục. Và lúc đó Đào đã chiến rất là dữ dội với những cái sản phẩm đồ gia dụng. Nhưng mà bây giờ thì cái mà Đào tập trung vẫn là cái dòng về dinh dưỡng Nutrilite. Và bây giờ với những cái sản phẩm mà gia dụng của Amway Home hay là chăm sóc cá nhân á, của cái dòng mà Personal Care á, thì gần như nó chỉ là những sản phẩm đệm vô với Đào thôi. Tức là họ sử dụng là cái chuyện mà xài đồ gia dụng là chuyện hiển nhiên. Mọi người sẽ thấy rằng bây giờ thị trường ra bên ngoài á, mình thấy rằng người ta lựa chọn những sản phẩm organic, đúng không? Những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, rất là nhiều. Cái chuyện này rất là phổ biến, có nghĩa là cái nhận thức của người tiêu dùng bây giờ họ rất là cao, họ mong muốn lựa chọn những sản phẩm chất lượng, an toàn, hiệu quả. Và những sản phẩm của Amway Home nó sẽ đáp ứng được điều đó. Cho nên rằng Đào nghĩ rằng là nếu như ngày hôm nay chúng ta trong cái lớp học này, chúng ta học và chúng ta hiểu được những cái giá trị của những cái sản phẩm trong cái dòng Amway Home mang lại, thì chính chúng ta sẽ là những người đầu tiên tự bảo vệ sức khỏe gia đình của mình, đúng không? Đặc biệt là trong cái mùa dịch bệnh này, nếu như bây giờ cái quần, cái áo của mình đi ra ngoài đường dính bụi bẩn vi khuẩn, nếu như bây giờ mình về nhà mình được giặt bằng những cái loại nước giặt mà nó có khả năng làm sạch, đúng không? Thì lúc này mình sẽ yên tâm rằng là cơ thể của mình khi mình mặc lại những cái áo đã được giặt ủi thì nó sẽ đảm bảo là an toàn cho cái da của mình, an toàn cho sức khỏe của mình. Hoặc là ví dụ như là nhà cửa của mình dùng cái LOC, mình lau chùi nhà cửa sạch sẽ, thì lúc này mình cũng yên tâm rằng là cái gọi là cái nguy cơ của vi khuẩn nó bám vào trên da tay hoặc là trên bề mặt đồ trong gia đình của mình thì nó cũng hạn chế, đúng không ạ? Hoặc là như là nước rửa chén cũng vậy, nó sẽ loại mất đi những cái nguy cơ là của những cái hóa chất từ những cái thành phần hóa chất không cần thiết ở trong những cái sản phẩm tẩy rửa thông thường họ vẫn thường có. Thì với sản phẩm của mình sẽ yên tâm bởi vì nó có những cái chứng nhận kiểm nghiệm về da liễu. Rồi thì đó lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái buổi học về Amway Home. Thì bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ Đào sẽ bắt đầu Đào share cái slide nha. Đào share cái slide cho mọi người.